mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm trà của bên mình, đó là sản phẩm trà xanh nhài Gong Cha nhé. Sản phẩm trà xanh nhài Gong Cha này có mùi thơm rất là đặc trưng, và đặc biệt hơn nữa nó là có kèm thêm cả mùi hoa cúc nữa. Thế nên là sản phẩm trà xanh nhài Gong Cha này cực kỳ là phù hợp để pha những cái món trà hoa quả ngon và tôn lên cái mùi thơm của các cái vị. Nó rất là tốt khi chúng ta pha với trà cam, trà chanh, trà xoài, đặc biệt là trà xoài rất là ngon. Trong các cái sản phẩm bộ trà sữa, trà công thức của mình thì mình luôn có đi kèm theo cái sản phẩm gói trà mẫu này. Mình đã đóng sẵn, đây là gói 15g. 15g này chúng ta sẽ ủ với 500ml nước. Tuy nhiên các bạn lưu ý một chút là chúng ta sẽ nước không phải nước sôi, mà là nước từ 70 đến 85 độ C thôi, để đảm bảo trà không bị chát. Chúng ta bắt đầu vào thực hành nhé. Tất nhiên chúng ta có thể ủ trà bằng máy nữa, trong các video sau thì mình sẽ hướng dẫn ủ trà bằng máy nhé. Chúng ta bắt đầu đến đầu tiên với sản phẩm trà xanh nhài. Trà xanh nhài lá thì lượng sử dụng là 15g cho một nửa lít 500g nhé, 500ml nước nhé. Thì trong các sản phẩm trà mẫu thì mình đã có đóng gói đầy đủ và cái định lượng rõ ràng luôn, các bạn sẽ ủ luôn một gói đến với nửa lít nước. Các bạn có một cái lưu ý quan trọng khi chúng ta ủ sản phẩm trà xanh, đó là sản phẩm trà xanh thì chúng ta không dùng nước sôi 100 độ. Khi dùng nước sôi 100 độ thì trà sẽ bị đắng chát và nó tạo cảm giác xít trong cổ họng vì có nhiều axit và gây mất ngủ. Thế nên chúng ta sẽ chỉ ủ trà từ 70 đến 85 độ C thôi nhé. Các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu ủ trà. Chúng ta nhớ là sản phẩm này chúng ta chỉ ủ là 500ml nước thôi các bạn nhé. 500ml nước cho 15g và chúng ta ủ trong thời gian là 6 phút nhé các bạn. Sau khi chúng ta có được thành phẩm thì các bạn có thể sử dụng ngay trà này, và ngon nhất là với mỗi 200g đá chúng ta cho thêm vào cho 1 lít nước thành phẩm trà. Thì khi đó thì trà sẽ ủ trong bình ủ để bảo quản được cả ngày nhé. Chúc các bạn thành công.